đường sắt Cát Linh Hà Đông đã đi vào hoạt động được ngót nghét 5 tuần. Từ những ngày mở vé miễn phí cho người dân tham quan, đi thử cho đến bây giờ thì có thu phí, tàu trên cao này vẫn là một địa điểm hấp dẫn và không chỉ những người có nhu cầu di chuyển, nhiều người trẻ cũng mê mệt tàu Cát Linh Hà Đông bởi những góc chụp ảnh và quay clip sống ảo. Có thể thấy thì những người trẻ trong clip đã có màn nhảy múa khá táo bạo và nhiều động tác phản cảm. Thậm chí thì một cô nàng còn cố tình dí sát vòng ba vào camera, chủ động lắc lư và nhún nhảy trước khi ngồi vào ghế. Phía xa xa thì nhiều hành khách có vẻ như đang ngoái nhìn với ánh mắt ngần ngại. Dân mạng tranh cãi dữ dội và chủ yếu là những hành động của bà nhảy ngắn này. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những người bênh vực và cho rằng nhóm có vũ đạo rất tốt và nhảy rất cháy, cuốn hút. Những clip như thế này sẽ khiến cho tàu Cát Linh Hà Đông hút khách hơn và có sức sống hơn.